Sao nhí cu tin âu yếm thâm má Ngọc Trinh. Nữ hoàng nội y vui vẻ hội ngộ nhấp tiền mũm miệng đáng yêu tại live show của nghệ sĩ Gia Bảo. Ngọc Trinh xách túi hàng hiệu đắt tiền nhưng mang dép Lào đi diễn kịch tối ngày 29 tây tháng 12. Hoa hậu áo dài Hải Dương tới tặng hoa và cổ vũ mỹ nhân vòng eo 56 diễn 2. Á hậu Mai Quỳnh, Minh Phương diễn cây đen thanh lịch cùng Hải Dương đi xem kịch. Ngọc Trinh khoe lưng trần và vòng ba quyến rũ trước ống kính. Cô rất vui khi hội ngộ sao nhí Putin trong cánh gà chương trình. Cậu bé với vóc dáng tròn vo âu yếm thơm má nữ người mẫu. Khi chuẩn bị vào diễn, Ngọc Trinh thay trang phục và đổi giày cao gót. Cô vẫn chưa khỏi ốm hẳn nên phải mang theo một chiếc khăn để tránh bị lạnh. Người đẹp ân cần giúp diễn viên hài BB Trần thấm mồ hôi. Vợ và con gái Rami đến cổ vũ Gia Bảo trong live show Cười Xuyên Việt kỷ niệm 15 năm làm nghệ thuật. Diễn viên Quỳnh Thư chăm chú xem bạn thân Ngọc Trinh, nghệ sĩ Gia Bảo tung hứng ăn ý trong một tiểu phẩm. Ca sĩ Thanh Hà được bạn trai kém 12 tuổi thấp tụng đi diễn kịch. Ốc Thanh Vân diện áo dài đảm nhiệm vai trò dẫn chương trình. Nghệ sĩ Tấn Beo chụp ảnh cùng đồng nghiệp Bảo Trí. Nghệ sĩ Bảo Trung. BB Trần mặc diêm dúa khi dạ gái. Anh khiến ca sĩ Ngô Kiến Huy hết hồn với vòng một ngồ ngộn. Nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân e ấp ngã đầu lên vai Tấn Beo. Mr. Ram hào hứng tham gia live show của Gia Bảo. Thanh Hiền chăm chút giúp ông xã hóa thân thành bao công trước khi lên sân khấu. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào, các bạn có thể like và share. Nhưng đừng quên nhấp đăng ký kênh miễn phí để các bạn có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!